Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Nghề nghiệp là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, có nghề để thỏa mãn đam mê, để mưu sinh. Mỗi nghề lại có đặc thù riêng, có khó khăn riêng. Nghề nào cũng có cái được, cái mất, an toàn và nguy hiểm. Dù thích hay không thích nghề ấy thì cũng phải chấp nhận một khi đã vướng vào doanh nghiệp hoặc là đam mê. Người ta thường gọi đó là sinh nghề tử nghiệp. Vụ việc chiến sĩ công an tử vong sau khi uống nhầm ly nước chứa ma túy đá đã minh chứng cho điều này. Chi tiết sự việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Đan, 21 tuổi, ngụ xã Thành Đức, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Theo cơ quan công an, tối ngày 13 tháng 7, Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, đội cảnh sát điều tra thành phố về kinh tế ma túy, tham gia bắt quả tang nhóm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép tại xã Long Phước. Đang bị bắt giữ khi tàng trữ gói ma túy trong người và dẫn đến nhà bà TTP gần đó để làm việc. Bà P có cháu là VMT, 26 tuổi, có quan hệ với Đang và nghi vấn tàng trữ ma túy. Bên hông nhà bà P, cảnh sát phát hiện bộ sử dụng ma túy nên lập biên bản tạm giữ. Trong lúc đồng đội lập biên bản, Thiếu úy Đạt lấy ca nước gần đó uống, sau đó Đang được đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, Thiếu úy Đạt có biểu hiện bất thường nên đồng đội và gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên giải thích với người nhà, bệnh viện không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần. Khi đến bệnh viện tâm thần, Thiếu úy Đạt đã trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Khoảng hơn 1 giờ cấp cứu, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, ca cấp cứu không thành công. Sau đó, gia đình đưa Đạt quay lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và được chẩn đoán chết trước vào viện chưa rõ nguyên nhân. Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận, Thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Cảnh sát thu giữ ca nước Thiếu úy Đạt đã uống, bên trong có 500ml chất lỏng màu vàng nhạt. Chất lỏng này được giám định là ma túy methamphetamine, ma túy đá trong 500ml mẫu là hơn 10g. Ma túy trong ca nước có thể là do T sợ bị phát hiện nên đã bỏ ma túy vào ca nhựa để phi tang. Cho rằng bệnh viện chậm trễ trong việc cấp cứu, gia đình Thiếu úy Đạt đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bác sĩ trực trong đêm 13 tháng 7. Theo ông Trần Văn Úc, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, bệnh nhân có tình trạng cấp cứu thì tất cả các bệnh viện phải tiến hành cấp cứu. Khi cấp cứu xong rồi, nếu bệnh nhân tạm ổn định mới chuyển qua chuyên khoa. Sở Y tế cho biết đã mời các y bác sĩ tuyến trên đến phối hợp thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ quy trình tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt. Ngày 15 tháng 8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ trường hợp của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế xác định rõ trách nhiệm, vai trò của tập thể, cá nhân và nghiêm khắc xử lý nếu có sai phạm. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, các ngành chuyên môn đang xem xét làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong vụ Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt tử vong. Hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, cách xử lý chuyên môn của bác sĩ để có kết luận sau cùng. Tiếp theo là sự việc, để có tiền nuôi 5 đứa con ăn học, đôi vợ chồng này đã phải gồng mình, ngày cũng như đêm, đều ra sông chèo thuyền, thả lưới, đánh bắt tôm cá đem bán. Tuy nhiên, bất hạnh ập đến, bất ngờ cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng. Để rồi giờ đây, 5 đứa con thơ dại bơ vơ trước tương lai mù mịt, không biết bấu víu vào đâu. Chúng tôi có mặt tại thôn Nam Sơn, xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Một ngày sau hai cái chết thương tâm của đôi vợ chồng đuối nước, Lê Văn Dung, sinh năm 1969, và Dương Thị Loan, sinh năm 1970. Bước vào đám tang ấy, không ai có thể cầm được nước mắt trước 5 đứa trẻ tội nghiệp đang vật vã bên hai cổ quan tài của cả cha lẫn mẹ. Đặc biệt là trước giọt nước mắt lưng tròng nhưng đôi môi bặm chặt của cậu con trai út chỉ mới đang học lớp 5 khi phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ ngấp ngoái giữa dòng Mỹ Dương trong những giây phút cuối cùng. Giữa đợt nắng nóng kéo dài của tiết trời tháng 5, 5 đứa trẻ tội nghiệp dường như không còn sức để khóc, để gào thét trước cái chết thương tâm của cha mẹ mình. Nước mắt ngắn dài, méo máu đau xót, phải mất rất nhiều thời gian. Lê Tiến Đạt, sinh năm 2001, cậu con trai út của anh Dung và chị Loan quá cố, mới bật khóc, nói ra được cái nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời mình ngày hôm trước. Khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5, vừa mới đi gặt về, vội vàng ăn bát cơm lót dạ. Như thường lệ, vợ chồng anh Dung lại tất bật chuẩn bị đồ nghề để ra sông thả cá.
Đạt cũng không muốn ngủ trưa mà tất tả chạy theo phụ giúp bố mẹ. Không ngờ do thuyền sử dụng lâu ngày bị ải nên khi hai vợ chồng chất lưới xuống thì nó liền bị chìm, nước chỉ còn nhô lên cái mui thuyền được kê trên sườn bờ. Để có thể múc nước ra cho thuyền nổi lên, hai vợ chồng đã để cậu con trai ngồi lại mui của chiếc thuyền bị chìm đó để dỡ bớt lưới sang một cái thuyền nhỏ khác đưa ra sông thả trước. Khi thả hết chuyến đầu tiên, hai người quay lại lấy lưới chuyến thứ hai để ra giữa dòng thả tiếp. Nhưng do chiếc thuyền nhỏ đó của gia đình sử dụng đã cũ kỹ, nên khi ra đến giữa dòng, nó cũng từ từ bị ngấm nước và cứ thế chìm dần một cách nhanh chóng. Mặc dù hai vợ chồng đã thay nhau tát nước liên tục, nhưng vẫn không kịp, chiếc thuyền nhỏ cứ thế chìm dần dưới dòng nước. Nghẹn ngào trong những giọt nước mắt giàn giụa, Đạt kể lại cảnh bố mẹ mình ngấp ngoái giữa dòng nước lớn. Lúc đó vào khoảng 1 giờ chiều, mực nước trên sông dâng rất cao, sắp xỉ mặt bờ. Bố mẹ em chèo thuyền ra thả lưới. Khi đang thả lưới ở giữa dòng thì em thấy thuyền bố mẹ cứ thế chìm dần. Xong rồi bố em nhảy xuống nước trước rồi vác người mẹ em đẩy lên. Nấc lên vài tiếng nước nở, Đạt kể tiếp. Vào giây phút đó em rất sợ, biết thuyền bố mẹ xảy ra chuyện nhưng em không biết phải làm gì vì thuyền bố mẹ ở xa. Trong lúc bập bềnh trên mặt nước, mẹ cố gọi thét lên bảo em chạy đi tìm người. Dù là đàn ông, nhưng anh Dương Văn Phượng, cậu ruột của Đạt, cũng rớm nước mắt khóc thương tiếp lời cháu trai. Khi thấy bố mẹ gặp nguy hiểm, cháu nó chạy bán mạng về mấp máy sợ hãi không nói thành tiếng, kêu cứu với tôi và mọi người. Nhưng vì từ chỗ đó về đến nhà dân cũng mất khoảng 500 mét, nên khi chúng tôi đến nơi thì đã không còn thấy anh chị đâu nữa. Giữa sông chỉ còn chiếc thuyền chìm mấp mé trôi nổi trên mặt nước. Vào lúc đó nước rất lớn, mực nước rất sâu khoảng tầm 3 mét, nên việc cứu giúp cũng hết sức khó khăn. Phải mất khoảng 30 phút sau đó, chúng tôi mới tìm thấy thi thể của Loan. Và đến 14 giờ 30 phút thì mới tìm thấy được em rể. Do không có điều kiện, nhà lại neo người, nên khi tìm thấy thi thể của vợ chồng nó, mọi người đành phải để cả hai vợ chồng trên chiếc thuyền chìm rồi đưa về nhà mai táng. Khổ thân hai đứa, cả đời vất vả khổ cực, vậy mà khi chết đi rồi vẫn còn chưa hết khổ. Bây giờ các cháu của tôi biết tính làm sao? Trong tiếng kèn, tiếng trống ai oán bi thương, mọi người tham dự đám tang không ai không cảm thấy ngậm ngùi đau xót khi nghe những tiếng gào khóc, trách móc xé nát tâm can của những đứa trẻ tội nghiệp. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ về với chúng con đi, đừng bỏ rơi chúng con. Bố mẹ đi thế này, chị em con biết sống làm sao? Ai sẽ nuôi chị em con? Ai sẽ là người yêu thương dạy dỗ, dìu dắt chúng con nên người? Sao bố mẹ nỡ lòng bỏ rơi chúng con mà đi như thế này? Chúng con còn chưa khôn lớn, còn chưa có khả năng phụng dưỡng bố mẹ ngày nào. Cả đời bố mẹ vất vả vì chúng con mà giờ lại ra đi như thế. Trong gia đình bây giờ, cô con gái đầu Lê Thị Ngọc, sinh năm 1993, là người đứng mũi chịu sào để quán xuyến gia đình. Thế nhưng, sau chuyến xe từ Nam Định trở về, đứng trước hai cổ quan tài của cha mẹ, cô khóc thảm thiết đến ngất lên ngất xuống. Mọi công việc tổ chức tang lễ đều phải dựa cả vào hàng xóm láng giềng và một vài người họ hàng thân thiết trong gia đình. Cô em gái thứ hai và thứ ba cũng vội vàng từ Vinh chạy về khi còn đang đi giúp việc cho nhà người ta. Nhà nghèo, mấy chị em phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, bớt đi gánh nặng cho bố mẹ và dồn tiền nuôi hai đứa em. Một đứa đang học lớp 8 và một đứa đang học lớp 5. Chúng nó mặc dù học rất giỏi nhưng lại không có điều kiện tiếp tục giấc mơ cấp sách tới trường như những bạn bè cùng trang lứa nên luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Đứa học cao nhất mới đến hết lớp 9 là phải nghỉ, có đứa chỉ được học hết lớp 6. Vì thế nên anh chị vẫn luôn mong muốn có thể cho hai đứa sau đi học để thực hiện giấc mơ của các chị chúng. Nhưng bây giờ bố mẹ chúng nó mất rồi, niềm mong ước cho hai đứa em ăn học nên người đó liệu có thể thực hiện được nữa. Khổ tâm lắm cô ơi, không biết rồi sẽ phải gửi các cháu đi đâu nữa. Ông Trương Thế Luyện, người anh rể của anh Dung tâm sự. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.